Rồi, xin chào tất cả các em. Cô là Nhật Hạnh, fan nữ Nhật Hạnh ha, là giáo viên phụ trách bộ môn toán của nhà Kiến. Chắc hẳn là các em rất là ngạc nhiên tại sao mà hôm nay cô lại thực hiện video này. Không biết là dạo gần đây thì các em có thường xuyên theo dõi fanpage của nhà Kiến hay không? Có cái chương trình gì thực sự đặc biệt trong giai đoạn này không các em? Đó là chương trình Kiến Live từ A tới Z đúng không nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ có các cái lớp học trực tuyến chủ yếu phổ biến đầu tiên là ở lớp 9, lớp 10, lớp 11 và sau đó là luyện thi đại học cho lớp 12. Vậy thì trong cái chương trình này thì chúng ta sẽ được học những cái vấn đề gì và sẽ có những cái ích lợi gì như thế nào đối với chúng ta? Đầu tiên á thì chúng ta sẽ được ôn lại kiến thức nè, sẽ được học với đội ngũ giáo viên và trợ giảng giàu kinh nghiệm. Và cái hình thức học như thế nào thì chúng ta sẽ đăng ký và học theo các bộ môn luôn. Cụ thể ở môn toán thì một tuần chúng ta sẽ được học 2 buổi, mỗi buổi có thể kéo dài khoảng từ 45 đến 60 phút và sau đó thì các bạn còn có những cái thời gian để mà các bạn có thể đặt cái câu hỏi trực tiếp cho thầy cô với bạn nữa. Cụ thì như thế nào? Thì cái chương trình này á được đưa ra với cái sứ mệnh là nó có thể góp phần giúp cho các bạn ôn lại những cái kiến thức mà các bạn đã được học trong học kỳ 1, hệ thống lại kiến thức, liên kết lại các đơn vị bài học mà các bạn đã được học, làm cho các bạn hiểu được bản chất của vấn đề và phần nào đó có sơ đồ hệ thống lại được những cái nội dung bài mà các bạn đã được học, giúp cho các bạn có một cái tâm thế thật là tốt, hệ thống lại được kiến thức để các bạn vững tin bước vào kỳ thi học kỳ 1 được tổ chức vào khoảng tháng 12. Thì chương trình của chúng ta sẽ kéo dài trong 5 buổi, là 5 tuần, từ ngày 9 tháng 11 và sẽ bắt đầu kết thúc thì vào khoảng giai đoạn giữa tháng 12, khoảng ngày 13 của tháng 12. Vậy thì cụ thể là chúng ta sẽ có được những cái tiện ích nào khi mà chúng ta tham gia chương trình học này? Đầu tiên á, là chúng ta sẽ được ôn lại hệ thống lý thuyết. Được chưa nào? Ôn lại hệ thống lý thuyết mà các bạn đã được học trong chương trình học kỳ 1. Và sau đó thì sẽ được làm bài tập và giải trực tiếp những cái bài tập đó luôn. Nếu chỗ nào mà các bạn chưa rõ, còn thắc mắc hoặc là chưa hiểu được bản chất của vấn đề thì thầy cô sẽ giải đáp ngay cho các bạn. Và đồng thời á, thì các bạn sẽ làm được nhiều bài tập thực hành và làm được các bài kiểm tra, ít nhất sẽ đảm bảo cho các bạn có 5 bài kiểm tra trong toàn bộ khóa học. Thì trước khi mà các bạn vào học thì các bạn có bài kiểm tra đầu vào. Kiểm tra đầu vào thì có cái mục đích gì? Là đánh giá thử là các bạn đã học ở trường được cái vấn đề gì rồi, tiếp thu bài như thế nào và mức độ hiểu của các bạn đến đâu, các bạn làm bài tập, xử lý bài tập ở mức độ khoảng tầm bao nhiêu điểm để đánh giá thử là các bạn đang ở cái năng lực như thế nào. Và sau đó trong từng buổi học, trong từng đợt học ha, thì cứ kết thúc một tuần thì thầy cô lại cho các bạn làm một cái bài kiểm tra nhỏ nhỏ nữa để biết được là các bạn đã tiến bộ chưa, đã hiểu cặn kẽ được vấn đề hay chưa. Và đặc biệt là cuối khóa học thì các bạn sẽ có một bài kiểm tra tổng kết khóa để nhấn mạnh được là sau cái khóa học này á thì các bạn đã thu nhặt được những vấn đề gì, đã tiếp thu được những vấn đề gì rồi, tường tận hơn, rõ ràng hơn và tiến bộ hơn so với cái giai đoạn mà các bạn chưa học hay chưa. Và so với cái bài kiểm tra đầu vào thì điểm của các bạn đã cải thiện như thế nào để các bạn thấy được cái sự tiến bộ thay đổi vượt bậc của mình trong cái khóa học này. Được chưa nào? Ngoài cái lợi ích đó thì còn có cái gì đặc biệt hơn nữa hay không? Vậy thì khi mà các bạn tham gia vào chương trình học này của Kiến thì các bạn được tự do, thoải mái, thoải sức sử dụng cái kho học liệu khổng lồ này từ hàng trăm video, các infographic tóm tắt lại các bài học, đồng thời đến hàng nghìn những câu hỏi đề kiểm tra giúp các bạn tự tin ôn luyện và khẳng định là các bạn sẽ có rất nhiều tài liệu và nhiều cái nguồn học để mà các bạn có thể trau dồi về kỹ năng và kiến thức của mình. Và ngoài những cái thông tin như vậy thì cô còn cung cấp thêm cho các bạn một số vấn đề như sau nè. Có nghĩa là sau cái thời gian chính mà các bạn được giảng dạy và làm bài tập trong khoảng thời gian từ 45 phút đến 60 phút mỗi buổi thì các bạn còn được những cái mặt lợi. Thứ nhất á, là nếu như trong buổi học đó các bạn chưa hiểu cái chỗ nào đó hoặc các bạn ngại hỏi khi trực tiếp có các học sinh khác trong lớp thì các bạn được quyền hỏi riêng với giáo viên hoặc là trợ giảng của lớp các bạn đang theo học. Và ngoài ra thì các bạn còn được hỏi đáp 24 giờ. Tức là chương trình này thì các bạn được tham gia vào cái group của Zalo của cái nhóm mà các bạn đang tham gia học đó. Sau đó thì các bạn được đặt câu hỏi cho giáo viên và trợ giảng. Thì mỗi ngày các bạn được đặt 2 câu hỏi, đến 2 câu hỏi mỗi ngày lận. Có nghĩa là các bạn có thắc mắc gì đó trong ngày thì các bạn cứ mỗi ngày các bạn được post lên 2 câu hỏi để các bạn hỏi thầy cô. Rất là có lợi đúng không nào? Và đồng thời như vậy nữa thì một cái
chức năng cô thấy là cũng rất là hữu ích đối với các bạn chậm tiếng, đó là coaching 1-1. Chức năng này là như thế nào? Có nghĩa là nếu như các bạn cảm thấy là các bạn bị kém cái phần kiến thức đó, các bạn muốn thầy cô lấy lại nền tảng, mang lại cái gốc gác vấn đề cho các bạn, thì các bạn có thể đăng ký học phụ đạo. Và trong giai đoạn 1 này thì các bạn được đăng ký học 2 buổi. Trong giai đoạn 2, tức là của chương trình học kỳ 2, thì các bạn có thể học 3 buổi. Được chưa nào? Và hình thức học của chúng ta hoàn toàn là học online, tức là các bạn dù ở thành phố, ở nông thôn hay là ở những nơi vùng sâu vùng xa, miễn sao mà các bạn có hệ thống internet wifi trang bị đầy đủ thì các bạn đều có thể tham gia được cái hình thức học tập này, được chưa nào? Và cô nghĩ rằng là với một cái chương trình học như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ tự tin hơn với những cái kiến thức mà mình có thể tiếp thu được, mình sẽ cải thiện được những vấn đề mà mình chưa hiểu thấu đáo. Thì bây giờ cô sẽ nói sơ qua về cái kế hoạch và cái chương trình học tập trong 5 tuần của chúng ta ha, để các bạn cùng theo dõi, nói có sách mất có chứng luôn, chúng ta sẽ được học những gì trong 5 tuần này. Thì ở đây cô sẽ cho các bạn xem. Đây các bạn, thì ở đây là cô đang trình chiếu cho các bạn thấy cái kế hoạch dạy học. Về đại số thì chúng ta học 2 chủ đề ở học kỳ 1, đó chính là căn bậc 2, căn bậc 3 và vấn đề thứ hai là đồ thị hàm số. Vậy thì trong căn bậc 2 chúng ta học hàng loạt thứ luôn. Nào là đầu tiên là chúng ta giới thiệu về căn bậc 2, rồi điều kiện để căn thức có nghĩa, rồi liên hệ giữa phép nhân và khai phương, phép chia và khai phương, vân 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 vân. Rồi chương 2 chúng ta học về đồ thị hàm số, rồi học về các đường thẳng song song, hoặc là các cái trường hợp mà khi nào thì hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng cùng nhau, vân vân. Và đặc biệt một khái niệm mới đó là hệ số góc của đường thẳng. Đó là toàn bộ cái chương trình đại số của học kỳ 1. Thế thì hình học thì như thế nào? Tự dưng cái lên học lớp 9 cái chúng ta biết được cái gì mà sin, cos, tan, cotan gì tùm lum hết. Rồi học mấy cái hệ hất lượng. Rồi xong á tự nhiên học lên đường tròn. Khủng khiếp nhất là đường tròn luôn. Tự nhiên hồi trước giờ lớp 7, lớp 8 đang học tam giác vẽ dễ ẹt, mực đẹp, tất cả mọi hình, mọi thứ tính toán, bài bản ok. Tự nhiên lên lớp 9 cái quất vô đường tròn. Phải có bông ba, không có bông ba biết làm sao vẽ hết trơn. Rồi vẽ đường tròn cái học cái gì mà đường kính, rồi dây cung, rồi bán kính, rồi khoảng cách từ tâm tới dây, quá trời trời. Rồi đường thẳng với đường tròn, rồi khi là các tuyến, khi là tiếp tuyến. Nếu mà chúng ta cứ như là tuôn mạch như vậy theo các đơn vị bài học, cực kỳ rối luôn, rối một nồi. Vậy thì chúng ta sẽ sâu chuỗi nó lại, hình thành nên một hệ thống có cái mạch liên kết như một cái mạng lưới, mà nhìn vào đó thì chúng ta biết được cái gốc của vấn đề, bản chất của vấn đề là gì, rồi từ cái bản chất đó nó nảy sinh ra những cái vấn đề gì tiếp theo. Thì ở đây tuần đầu tiên á thì cô vẫn giúp cho các bạn theo cái mạch mà các bạn đang học tại trường, thì chúng ta tiếp tục học về hàm số bậc nhất. Và cụ thể là muốn các bạn hiểu được nè khái niệm hàm số bậc nhất, sau đó thì hiểu được đồ thị của hàm số bậc nhất nó như thế nào, nó là đường thẳng, đường cong hay là đường lượng sóng, vân vân. Đó, rồi nhận dạng được cái hàm số nào sẽ là hàm số bậc nhất, và đồng thời thì vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất. Đó là buổi đầu tiên chúng ta sẽ học về cái nội dung này. Rồi còn về hình học đó thì chúng ta học về đường tròn. Vậy thì đường tròn nó làm sao? Cái hình tròn tròn được vẽ với con ba đúng không? Hình tròn. Thế thì vẫn tiếp tục với mạch đường tròn đó, thì đầu tiên cô sẽ nhắc cho các bạn về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Kèm với đó cái trường hợp đặc biệt nhất, khi mà một cái đường tròn nó vừa chạm với một cái đường thẳng thôi, thì chúng ta nói là nó vừa tiếp xúc, thì đường thẳng nó gọi là cái tiếp tuyến của đường tròn, thì nó sẽ có những cái tính chất như thế nào chúng ta hoàn toàn học được trong tuần thứ nhất luôn. Thì sau đó sang đến tuần thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục về đại số, là ôn về hàm số bậc nhất, nhưng mà chúng ta học về tương giao. Tương giao là sao? Giữa hai đường thẳng á, thì nó xảy đến những cái trường hợp nào? Song song, cắt nhau, hoặc là trùng nhau thì ta hai mà chỉ là một thôi, đúng chưa nào? Rồi thì mình sẽ biết được là mình nhìn vào cái phương trình hàm của hai cái hàm số, thì mình biết được á là khi nào thì hai hàm đó là nó cắt nhau, nó trùng nhau hay là nó song song. Đó là về tương giao. Và cái về đường tròn ở cái tuần thứ hai thì chúng ta tiếp tục học về tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Đây là một cái phần nội dung kiến thức khá là quan trọng của cái chương trình học kỳ 1 của bạn, chắc chắn sẽ hiện diện trong bài kiểm tra học kỳ luôn.
nội dung rất quan trọng, thì chúng ta sẽ hiểu được cái tính chất của tiếp tuyến khác nhau là như thế nào, gồm có mấy ý. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất này trong cái quá trình mình giải quyết bài tập, hoặc là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết tiếp tuyến vào mình xử lý bài tập á, là mình sẽ thực hiện vận dụng nó như thế nào. Thường thì các bạn đọc lý thuyết suông rất là nhanh, nhưng mà đến khi áp dụng vào làm bài tập, ủa rồi làm sao, cái này làm sao ta, không biết làm. Thường là bị như vậy. Cho nên cái này sẽ, cái buổi học này sẽ cung cấp cho các bạn cái kỹ năng và cái cách để các bạn phân tích, áp dụng là khi mà giả thiết đề bài cho chúng ta cái vấn đề gì, nội dung gì, thì chúng ta sử dụng công cụ như thế nào để giải quyết. Đó là nội dung của tuần thứ hai. Còn tuần thứ ba thì về cũng tiếp tục về hàm số bậc nhất, nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái chuyện viết phương trình đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng á, thì mình đã biết được những cái điều kiện khi mà hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau rồi. Thì ở đây á, chúng ta sẽ thực hiện viết được phương trình đường thẳng nó khi mà người ta cho một số điều kiện ràng buộc. Ví dụ như là nó có hệ số góc như thế nào đó, nó song song với đường thẳng gì đó, nó đi qua hai cái điểm nào đó. Đó là chúng ta sẽ viết được phương trình của đường thẳng đó. Về phần đại số, còn hình học thì sao? Học tới đó rồi chắc là tưởng xong rồi hả? Chưa nha, chưa gì hết nha. 30 chưa phải là Tết các bạn. Bây giờ về hình học á, mình học tiếp về tính chất hai tiếp tuyến khác nhau. Đã nói phần này rất quan trọng, cho nên thầy cô bố trí hai buổi liên tiếp cho các bạn học về vấn đề này. Thì cái buổi trước đó thì các bạn làm bài tập vận dụng sơ sơ thôi, nhẹ nhàng, ấm cửa thông hiểu, nhẹ nhẹ, vui vui, các bạn tự tin lên. Cái bài này tuần này bắt đầu đập vào mặt các bạn những bài ná thở luôn. Ủa làm sao vậy, tự nhiên kỳ cục quá à, không biết làm sao hết trơn. Thì ở đây sẽ cung cấp cho các bạn bí kíp, chìa khóa để các bạn giải quyết được vấn đề. Được chưa nào? Rồi, tuần thứ tư thì chúng ta ôn tập lại toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến đồ thị hàm số ở phần môn đại số. Đó, ôn tập lại toàn bộ hết. Thì sẽ nhắc cho các bạn về hệ số góc luôn, nhắc cho các bạn cách vẽ đồ thị luôn, nhắc cho các bạn toàn bộ những cái lưu ý có liên quan đến cái nhãn đồ thị hàm số. Rồi, còn hình học. Hình học thì sao? Tuần thứ tư luôn rồi á cô. Đúng rồi, bởi vì nó là tuần thứ tư nên chúng ta nói về cái vấn đề cuối cùng của học kỳ 1 luôn, là vị trí tương đối của hai đường tròn. Bài này á, thì thường được cho vào quên lãng các bạn, nhưng mà lâu lâu á, tự nhiên nó bất ngờ nó xuất hiện trong bài kiểm tra. Cho nên chúng ta học mà có hệ thống và chúng ta hiểu được căn nguyên bản chất của mọi vấn đề sau chuỗi lại, hiểu được cái gốc rồi thì không sợ bất kỳ vấn đề gì hết. Nên các bạn yên tâm là ở đây không có học tủ, không học vẹt, mà chúng ta học hiểu và nắm được cái gốc gác của vấn đề. Thì về vị trí tương đối của hai đường tròn, chúng ta cũng phải hệ thống hóa được những cái kiến thức liên quan. Và sau đó thì thực hiện giải một số dạng bài tập cơ bản, rồi từ cơ bản chúng ta mới nâng dần cái cấp độ lên. Được chưa nào? Rồi vậy thì cái tuần thứ 5, tuần cuối cùng rồi, đầu tháng 12 bắt đầu học rồi đó, sắp mặt ôn thi luôn. Thì làm gì? Ồ, nãy giờ chưa nói về tới căn bậc 2, căn bậc 3 hết. Vậy học rồi cho vui hả? Làm gì có chuyện đó. Mình học xong, luôn luôn có những bài kiểm tra đánh giá ôn tập lại. Thì tuần thứ 5 này á, để giúp cho các bạn chuẩn bị cái hành trang tốt nhất cho kỳ thi, trực chiến với nó, thì sẽ ôn tập lại toàn bộ tất cả các vấn đề các bạn đã được học trong học kỳ 1, tiến hành vào chủ đề ôn tập. Đối với đại số, ôn từ A tới Z đúng như tên gọi của chương trình luôn, là chúng ta bắt đầu ôn từ căn bậc 2, căn bậc 3, biến đổi rút gọn, bài toán sau rút gọn, rồi tiếp sang đồ thị hàm số, rồi tiếp đến các bài toán thực tế luôn. Rồi, còn hình học. Hình học mình nói tới hệ thức lượng, nói tới tỷ số lượng giác, rồi sao vậy, không đụng gì tới nói hả? Ai nói đúng chứ. Ở tuần năm này mình ôn lại hết vấn đề của hình học, từ hệ thức lượng trong tam giác vuông, từ việc giải tam giác vuông sang đến đường tròn. Chúng ta sẽ làm hết các cái loại bài tập tổng hợp để hiểu là trong một cái đề thi thì những vấn đề về mình đã học rồi, từng bài như vậy thì nó lồng ghép và nó liên kết với nhau như thế nào, thì mình hình thành được cái sợi dây để nó sâu chuỗi lại toàn bộ các cái vấn đề mà mình đã được học. Đấy, đó là cô giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái kế hoạch mà chúng ta sẽ được học trong 5 tuần. Vậy thì bây giờ nghe xong rồi thấy lùng bùng quá, nãy giờ cô nói nhiều quá trời nhiều luôn. Vậy rồi nghe được cái gì không? Nghe hiểu được cái gì không? Ủa sao cô nói nhiều quá, con không nhớ gì hết á. Rồi, tóm lại nè, nhớ cho cô được cái này. Kiến Guru sắp cho ra đời một cái chương trình mới, được khai giảng vào ngày 9 tháng 11 và kết thúc vào ngày 13 tháng 12, chỉ có 5 tuần mà thôi. Và
Năm tuần này các bạn được học từ A tới Z, từ mọi vấn đề mà các bạn còn thắc mắc, bỡ ngỡ, chưa nắm rõ ở trường học, thì khi các bạn tham gia chương trình học trực tuyến này, các bạn sẽ được lôi lại kiến thức gốc đó. Và có một số tính năng đặc biệt, như là các bạn được trực tiếp đặt câu hỏi hỏi đáp với thầy cô, như là các bạn được đặt câu hỏi mỗi ngày 2 câu trên group kín, group Zalo, như là các bạn được thoải mái ứng dụng mọi vấn đề, mọi kho học liệu mà nhà Kiến đã có trên app Kiến Guru, gồm có video, infographic và ngân hàng đề thi. Nhắc lại về sức mạnh của các cái infographic của nhà Kiến các bạn, ở đây cô chiếu mẫu lên cho bạn một số cái để các bạn thấy nó như thế nào nè. Đây, thì cô giới thiệu sơ sơ với các bạn thôi một số cái info của nhà Kiến. Ví dụ đây là cái phần về hệ thức lượng trong tam giác vuông nè. Đây các bạn, cô ở đây bởi vì cô đang mở hai màn hình nên các bạn có thể nó bị một phần bị che khuất ha. Đầu tiên là về cái phần hệ thức lượng năm tam giác vuông, ở đây mình có một số cái nhận xét nè, rồi mình lấy ra được một số cái tính chất quan trọng nè, có công thức nè, rồi sau đó là những cái hệ thức cơ bản nè đó, rồi rút ra cho các bạn làm, rồi sao nữa, rồi bấy nhiêu đó thôi hả? Không có nha, đây cô mới chiếu riêng là cái phần lý thuyết thôi, còn cái phần bài tập nữa, rồi những cái phần mẹo và nhớ những cái phần bẫy mà các bạn thường gặp phải khi mà các bạn làm bài tập nữa, vấp phải cái bẫy tét cái đùng rồi mất điểm y ngay chỗ đó luôn, thì cái này hoàn toàn có thể khắc phục và giúp đỡ các bạn. Ví dụ nay các bạn học về đồ thị hàm số, sự tương giao nè, hình ảnh trực quan cho các bạn thấy hai đường thẳng khác nhau là như thế nào, hai đường thẳng song song là ra làm sao, đường thẳng trùng nhau khi nào. Đây đó, hình ảnh màu sắc bắt mắt xinh đẹp đó, nó tạo một cái sự cuốn hút cho chúng ta như thế nào. Rồi về phần căn bậc hai nè, quá trời công thức luôn, mình nhớ làm sao nổi, làm bài tập ra làm sao, thì từ từ mọi thứ đều có bí kíp hết, cố gắng ôn luyện rồi sẽ thành công thôi, đúng chưa nào. Vậy thì nói dông dài, cô gút lại vấn đề là con ngại ngùng gì mà chúng ta không tham gia trải nghiệm thử chương trình Kiến Liên từ A đến Z. Thầy cô đảm bảo cho học sinh là nếu như mỗi học sinh mà được truyền thụ tốt được những cái cảm hứng học tập nè, và tiếp cận đúng phương pháp, được chưa, thì khẳng định môn toán không còn đáng sợ như truyền thuyết mà chúng ta được biết về nó. Bye bye, hẹn gặp lại các em trong chương trình Kiến Liệt từ A đến Z của bộ môn toán chính. Bye bye các em.